Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn bơm xe tại nhà. Đầu tiên mình đã có sẵn chiếc bơm. Hiện tại chiếc xe này đang bị xẹp lốp sau do lâu ngày không đi. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn bơm xe tại nhà. Đầu tiên ở cái đầu vòi này có hai lỗ. Cái lỗ bên ngoài thì dùng để bơm cho xe máy và xe đạp. Tiếp theo mình bẻ gập ngang cái này để cho cái đầu bơm giữ vào cái van. Theo mình dùng chân đạp nhẹ vào bơm để hơi ở hai cái xi lanh này đẩy vào trong xăm. Các bạn có thể nhìn thấy lốp đang lên hơi từ từ và căng dần lên. Khi hơi sắp đầy thì cái lực của cái bơm này sẽ hơi nặng chân một tí. Khi đồng hồ báo ở khoảng 300 feet hoặc là 2 pa thì nghĩa là chiếc xe này đã đủ khoảng 2,5 đến 3 cân. Sau khi bơm xong thì mình lại bẻ thẳng cái này và kéo ra. Khi bơm xong thì mình gập cái này lại, kéo cái này, dầm một chân và đẩy hai cái thanh này lại. Chiếc bơm rất là gọn. Sau khi bơm xong thì mình dùng đầu nắp cao su bịt cái đầu van lại để cho giữ hơi lâu, không bị cát đá bụi bẩn bay vào cái đầu van. Chiếc bơm xe này bơm rất là nhanh bởi vì có hai quả piston ở đây đẩy hơi vào cái đường vòi này thì rất là nhanh, và có đồng hồ báo cho cái tỷ số trong xăm trong lốp là bao nhiêu pit, bao nhiêu bar. Và đặc biệt đầu vòi này có hai lỗ, một lỗ dùng để bơm xe đạp và một lỗ bơm xe máy. Kim này thì dùng để bơm bóng chuyền, bóng đá và những cái phụ kiện này linh kiện theo, có thể bơm cho các phụ kiện sử dụng trong gia đình